Ôi, khó thế. Tuần này thì con bấm chọn trúng chú Chippie thì một nhân vật rất là khó với một điều nhảy huyền thoại, đó là điều nhảy twist. Và cuối trông ra thì có một bài hát đó là Let's twist again, thì một bài hát rất là khó. Có một điều mà Trung cảm thấy rõ ràng nhất ở Sĩ Luân đó là luôn bị thắng, đối là không lo, lúc nào mà cũng lo lắng, lúc nào cũng hồi hộp và lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng hết. Chào mọi người. Chào mọi người. Đây là Kim, Phượng Vũ và Khả Hân. Trong tuần này thì Phượng Vũ và Khả Hân lựa chọn một tiết mục rất là dễ thương, rất là vui. Đó là tiết mục Vua Bọc Gà. Và với tiết mục này, Khả Hân sẽ hóa thân thành chú Bạch Long. Mình nhất là Bắc Ninh. Ca khúc mà để mọi người biết nhiều nhất về con Bắc Ninh thì Mấy Đứa Tuổi Chồng này, là Anh Đến Chơi Nhà đấy. Thế nên hai cái ca khúc mà chúng nghĩ nãy giờ thì chúng muốn kết hợp hai ca khúc này với nhau để tạo nên ca khúc trong tuần này. Ủa, như lộn phòng rồi. Ủa, sao lại má được? Lộn rồi. Chào quý vị khán giả. Rosie xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Trong tuần này thì con với cô Rosie đã bấm chọn được nhân vật má thân là cô Rosie. Cô Cẩm Ly. Con chào mọi người. Trời, sao duyên dáng dữ vậy? Tại vì là chị vẫn còn nhiều cái sự dư âm của cái buổi biểu diễn live show của hai chị em mình ngày hôm đấy em ạ. Chúc mừng Khánh Chi. Đây mình sẽ treo ngay ngắn mà gọi được thế. Về đi con, nhanh này. Xin mời con. Wow. Đón xem Gương Mặt Thân Quen 2022 phiên bản song ca, phát sóng vào lúc 21h15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3.